Hello, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã trở lại với kênh Cuộc Sống Miền Tây hay là trang review nước hoa sách tay của Lâm. Ngày hôm nay Lâm xin trở lại giúp các bạn một cái mẫu nước hoa mà của nhà Versace mà Lâm thấy là cái chai này cũng khá là hay, nhưng mà sao các reviewer của Việt Nam mình chưa có làm, thì hôm nay Lâm sẽ bổ sung vào để cho các bạn có một cái nguồn tham khảo uy tín nha. Đó chính là Versace for Film Dylan Blue. Là cái mẫu Versace Dylan Blue nó đã quá nổi tiếng ở các ở của dành cho nam rồi, và nó đã sản xuất ra trước đó sau khi mà tiếp đó những cái thành công của Versace Eros và Versace Full Home á, thì Versace Dylan Blue dành cho nam nó rất là nổi tiếng rồi, mà được rất là nhiều người tìm kiếm, và có một số người lại so sánh nó với lại Chanel Blue. Thì Lâm thấy thì nó không giống cho lắm và nó cũng không có tinh tế bằng. Tuy nhiên với một cái giá tiền tốt hơn thì chúng ta không thể đòi hỏi một cái mùi hương mà nó tinh tế như Chanel Blue được. Nhưng mà Versace Dylan Blue cũng là rất là khá rồi. Thì hôm nay Lâm xin trở lại với các bạn là một mẫu này của nữ. Thì Lâm thấy cái tông mùi của nó rất là hay, nó vừa sang mà nó vừa tinh tế và độc cá tính nữa. Thì Lâm xin mở hộp và trên tay cho các bạn xem nha. Đây là cái hộp của Dylan Blue. Cái hộp của nó thiết kế giống như là một hình trụ tròn vậy đó, thì chúng ta cầm ở trên tay giống như là một cái lon vậy đó, nhưng mà nó là một cái hộp giấy bên ngoài, và ở dưới lần này là một cái lớp cũng bằng giấy nhưng mà giả kim nha các bạn. Cũng cái chữ full film này nghĩa là dành cho nữ nha, còn full home á là dành cho nam. Đây, chai trên tay của Lâm là chai full size 100ml nha các bạn, và được sản xuất tại Italia và có tem có các kiểu luôn nha. Đây rồi, Lâm sẽ bóc hộp cho bạn xem nha, bóc hộp cho bạn xem trên tay nha. Và cái thiết kế của cái hộp này nó khá là cứng nha các bạn. Wow. Hết rồi. Rất là đẹp nha các bạn. Đầu tiên là chúng ta thấy một cái cách tôn chỉ của cái nhà Versace á, lúc nào cũng có cái logo nổi nha. Trên đây thì ở trên đây là một cái lớp khoác mà vàng, mà trên đây đó cũng là một cái nắp của nó được khắc logo của Versace rất là nổi tiếng nha. Ở đây được khắc bằng laser nha các bạn, cái này được khắc bằng laser nha. Một cái mùi hương của hoa hồng, hoa nhài, hoa bồ đề và một chút gì đó có hơi hướng của BVL tím ở trong đây. Đúng là một cái thứ dung dịch rất là mê hoặc những cánh mày râu nha các bạn. Các bạn nữ mà sở hữu cái mẫu này trên tay và để trên bàn trang điểm thì thấy rất là cực kỳ đẹp luôn nha. Giống như là một cái chia sẻ của nhà thiết kế Versace đã nói là ông rất là hâm mộ những cái người phụ nữ ở thời Hy Lạp cổ, cho nên là cái thiết kế của cái chai này nó cũng mang hơi hướng như là một cái bình đựng nước của những cái người phụ nữ ở thời điểm đó, và nó mang một cái gì đó Á Đông, Phương Đông và pha trộn một chút của châu Âu lên. Thì cái nốt hương này Lâm thấy nó hiện đại và nó rất là hay, chứ nó không có cổ điển như là những cái lời trên mạng nó nói. Mẫu này rất là hay. Trước đây một cái người khách của Lâm cũng đã chia sẻ qua cái Facebook của Lâm là cái mẫu này lưu hương cũng khá là tốt. Thì Lâm xin giới thiệu cho các bạn ngày hôm nay là như thế thôi. Thì chai này là 100ml, Lâm nghĩ là nó rất là thích hợp để sử dụng quanh năm, không bất kể các mùa nào trong năm cũng sử dụng được, và nó cũng có một mức giá rất là hay, và cái thiết kế chai đẹp cũng giống như là một cái mẫu họ rất là đẹp, rất là thích hợp để chúng ta đem đi tặng quà nha. Cảm ơn các bạn đã bấm nút like và subscribe cho kênh của mình. Mong là các bạn sẽ tiếp tục theo dõi mình trong một tương lai gần, và Lâm sẽ chia sẻ thêm cho các bạn xem nha. Cảm ơn các bạn.